Hello các bạn, chiếc CBR 650R này là vừa mới lấy về luôn nè các bạn, từ Honda Việt Nam. Đó. À, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quy trình hồi nãy giờ mình đi lấy cái xe này về nha. Ok, nào chúng ta bắt đầu. Bây giờ đi lấy CBR 650R hả? Ok. Cái này là phải đặt hàng trước các bạn, đang ở Liwi nè. Bây giờ chạy qua Buster với Võ Thị Sáu lấy xe. Đây là Honda tại Buster. Chiếc hôm nay đi lấy là chiếc CBR 650R. Xe này là phải đặt hàng trước mới lấy được các bạn, không có sẵn. Đem nguyên cục bự thì đổi có một chiếc xe thôi đó. Đây, cái này là trong cửa hàng Honda. Anh đẹp trai đang gọi, chắc gọi bạn seller. Trong thời gian đợi thì đó, đi sắm đồ đi. Dyni nè, RV nè, các kiểu đi sắm đồ. Có đồ chưa? Quất luôn, nguyên bộ. Nhiều 6 triệu. 6 triệu. Bên này áo vải, áo vải. Bên này không có áo da ha. Có đường da không? Không thấy đường da. Lầu. À. Trên lầu được chơi. Rồi, trong thời khi đợi bạn sale ra thì mình đi vòng quanh cái cửa hàng Honda nha các bạn. HRC, đây là CBR 1000RR. Chiếc này cũng CBR 1000RR. Wow, có Vision nữa nè các bạn. Này chắc quà tặng quá, đúng không? Mua xe trúng ô tô, mô tô, xe máy nè. CB 500X giải nhất là trúng một chiếc CB 500X. Còn năm giải nhì là xe Vision. Đây CB 500X 2019 các bạn, quá đẹp. CBR 500R. Này là máy 2 xi lanh 500cc. Con chiếc này đẹp ghê ha. Gọn, nhẹ, đẹp. Cái máy 500cc nó chạy mượt lắm nha. Ủa chiếc này đẹp quá các bạn ơi. Nhẹ nhàng và hợp lý. Và đây là ông vua đường trường, Goldwyn. Bên đây một chiếc màu đỏ, cũng Goldwyn luôn. Này CB 1000R. Phong cách Snellbox. CB 1000R luôn các bạn, này màu đỏ. Đây là Rebel 500. Chiếc này trên hình nhìn nó không có đẹp nhưng mà ở ngoài cực kỳ tươi nha.
Đây cũng là Rebel 500 luôn, màu khác. Để mở tao nói cục máy nhìn lớn nhỏ đi chèn. 300 nó có một xi lanh à. Này lấy xe màu gì? Đen luôn. Chiếc này đây phải không? Đây, chiếc xe hôm nay mà sẽ rước về đây các bạn. CBR 650R. Phục upside down nha, hai thắng đĩa ha, heo 4 piston. Chiếc này về tổng thể thì nó y chang CBR CB 650R chứ. À, nó chỉ khác cái phía đầu thôi, tức là nó khác cái dàn quay nè. Đó, nó có cái ốp vì nó sport. Ghi đông nó nằm thấp hơn, nó kẹp vô slip on, nó kẹp vô trong cuộc luôn. Đây, cái này là biên nhận đặt cọc nè các bạn. Đó, CBR 650R đen. Giá bị sửa từ hai mấy? 260 à? 270 lên 280 hả? Đó. Thấy không? Rồi giá xe nè. Thế tạm tính nè. Rồi tiền biển số nè, dịch vụ nè. Đó, còn lại 275.690.000. Giao xe là tháng 6 tháng 7, nhưng mà này có xe sớm. Cho nên là mình đi lấy sớm. Rồi giờ đang ngồi đợi bạn sale ăn cơm trưa. Đợi xíu nữa là ra quay tiếp lúc lấy xe nha các bạn. Chiếc cái nhãn thì bao 500 đi, dán vô xe rồi bóc. Rồi, giấy tờ là xong rồi nè các bạn. Giờ thứ thủ tục quan trọng nhất nè. Ồ, nhiều quá. Nóng thường á hả? Nóng chết luôn. Dạ, để tí xíu. Dạ rồi. Ngồi đợi tí nha. Rồi. Xíu nữa khui cái hộp này ra thử nha các bạn. Hướng dẫn sử dụng luôn nè. Bằng tiếng Việt luôn nha. Chú quay chi tiết cái sổ này. Bạn này phòng kỹ thuật của Honda. Rồi đợi xíu nha. Này đang cánh cửa bí mật. Ước mơ thực hiện từ chỗ đó. Trong Honda có TNT Benelli luôn nè các bạn. Chờ đợi là hạnh phúc. Xe xuống ở đây các bạn. Người yêu nhỏ bé hả? Người yêu nhỏ bé hả? Yêu nhỏ. Ai rước dâu vậy? Đây các bạn, đây là chiếc xe hôm nay sẽ nhận về. Bây giờ đang kiểm tra lại chi tiết. Kiểm tra có cục máy chưa? Để trong kho nó bụi ghê luôn ha.
bụi phủ cả lớp luôn nè các bạn. Rồi giờ ráp vô anh, ráp bình ráp đồ hả? À, ráp bình ráp kiến che hết kèo mọi thứ còn ấy còn là dao. Cái này là sơn với cái lớp lớp sạch đó các bạn. Dạ, sơn. Dạ, có cái đó. Đây là bạc. Rồi. Sạch nữa. Hả? Hơi chứ, cái này cũng hơi mà. Đây này cặp kiến. Đây là này cái van nó ngang luôn ha. Đúng rồi. Dễ bơm à. Trước 2,5 sau 2,9 đi một mình thật hai người đều vậy hết áp suất lớn kiến này quay đâu mới vô được đâu là mình xíu tắm chạy cái cặp luôn. Ủa, ủa trong này nó có nguyên cuốn sách bằng 5 thứ tiếng thôi mà tiếng Việt là không có. Tiếng Việt là bên kia đúng không? Đó. Về đây nhớ đọc nha. 5 thứ tiếng luôn nè. Này là đồ nghề theo xe. Cui đi cui, buông coi có gì. Dây gì vậy? Dây chắc cái chùi cái nóc nó to kìa. À bất cứ máy nào có cái đó lớn có cái đó hết xe máy. Đây là cái bộ con này tiếp vô trong cái đó, không phải là tiếp buri nha, nó là cái đồ canh chỉnh nắp phụ. Đây là cái nèm gài để mình căn chỉnh cứng mềm, mình tự ở nhà mình làm để mình đọc sư dẫn rồi đơn giản. Đây là cái đục giác 5 ly để mình chi mở yên. Nó chỉ có những một cái cho phép người tự canh chỉnh. À, ủa bình nó bỏ sẵn trong này luôn ha. Đúng rồi. Nhưng mà nó đều niêm phong hết, nó đều dán siêu lại hết. Đúng rồi. Bây giờ mình đã gắn vô. Đúng rồi, đúng rồi. Còn móc đây nè. Vậy hả? Còn cái không. Cái móc này thôi nằm ở đây. Móc được hai bộ bảo hiểm. Sẽ để chì ra ngoài này, phía sau sau óc này. Anh đưa vô đây. Anh đưa vô đây, luồn nó vô. Luồn vô đây, luồn cái nón bảo hiểm vô đây, xong nón vô đây. Đưa vô đây. Gài vô, gài vô trong luôn. Gài vô trong đây. Nhưng mà nón bảo hiểm dởm nha, nó đúng cái xịn mà mắc đây nó cắt dây mắc mày. Cắt cái dây buộc vô. Để luồn nón luôn. Không, nón bảo hiểm mà xịn thì nó cắt quai lấy nón. Còn nón bảo hiểm dỏm thì nó cắt nó lấy sợi dây. Nó để lại nón. Dây Honda xịn hơn. Ok. Cái này cũng móc nón không? Không. Nó là để gài cái yên hả? Yên sâu. Ủa này hả? Đúng rồi, hai cái quai nó là gài yên sâu. Một thời gian xài thì chơi phù
giờ hơi cứng, giờ nó hơi cứng, cái ngàm nó hoàn toàn nó còn chưa nó đều á, móc của nó hơi cứng, cái này nó hơi cứng. Còn đây là những cái cầu chì phần điện chở này nọ, mình kiểm tra ở đây nếu như có sự cố gì là sẽ ghi rõ là đèn tín hiệu con tất cả mọi thứ ở đây kiểm tra này, còn display này là dự phòng. À nó để dây sẵn luôn hả? Đúng rồi, mình có mình dự phòng luôn. Còn cái này là cái dây chẩn đoán mà không có đụng, cái này chỉ trên hãng mới có thôi. Chạy cái đầu này. Đúng rồi, còn mềm chẩn đoán. Rồi. Đụng viên đầy bình nó luôn á hả? Đúng rồi, 5 lít. Mấy lít em? 5 lít. Ồ, chơi sang ba. Mô tô mà đổ anh. Cái này là bao nhiêu ta? Không đề máy anh nhạc 2 cái hết. 15 lít tư. Đúng rồi, đúng rồi, đối bị đối diện cây xăng Petro mà. Chỉ có anh hồi giờ nói sang nha, người ta kêu sao đổi quá không. Nó mang chỗ khác nó đổ thêm 2 lít. Xe nhỏ thường đổ xe máy như 2 lít. À, mức này là mức qua được cái ngưỡng chớp chớp của nó đúng không? Khoảng còn chớp à, còn chớp. Ủa gì 5 lít mà còn chớp à? Ủa vậy chiếc này lúc mà nó chớp là nó mấy lít chậu? Gần chuẩn bị hơn 5 lít chút xíu. À. Xuống hơn 5 lít là nó chớp liền. Như vậy là đổ một lần khoảng 10 lít thôi đúng không? Lúc mà chuẩn bị là cứ đổ 10 lần 10 lít là vừa cho bình xăng xe này. Đổ càng một hai lần là biết đổ nhiêu. Bình xăng này mà nó có xoay chìa khóa ha. Dạ, đúng rồi, nó xuống rồi. Đừng xoay chìa khóa, hư nè. Mở, nhấn xuống. Ngày mà tự xoay, đừng xoay chìa khóa. Rồi. Mà mở ra phải nhấn. Đúng rồi. Đó, phải xoay ra còn nhấn xuống, còn khi mà đóng lại còn nhấn xuống rồi. Cho tự xoay lại nha. Cái này là on, công tắc đề là hướng này, còn lock qua đây là để khóa, còn cái gì hết là mình giữ một chìa ha, giữ một cái sạc chìa thôi, chìa cất, cất, cái này là cái mã số của cái răng chìa, đúng không? Cứ giữ hai cái này, mất một chìa là đi làm lại liền. Này là bật chìa khóa được rồi đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bật chìa khóa để mình chỉnh cái đồng hồ. Rồi hướng dẫn chỉnh đồng hồ rồi, luôn. Mình sẽ nhấn hai nút này. Nhấn đắp hai nút một lần giữ luôn. Đây là nút chọn. Rồi đây là nút skip chỉnh qua tiếp thì không mình để 24 giờ mình set qua. Bây giờ là 13 giờ 30 31 13 giờ. Ok set rồi skip. Nhấn mình này lên. Đây là cái nấc chỉnh sáng, mình sẽ chỉnh sáng hết luôn. Bây giờ về về hiển thị sáng giữa ban ngày với ban đêm luôn. Skip, cái này là trip, mình cứ bật on. Đây là báo hiệu hit, là báo hiệu khóa từ, cứ bật on. Rồi cái này là chỉnh theo đơn vị mile hoặc là km. Nhưng mà Việt Nam mình chạy km, còn nếu mà chỉnh qua mile thì mình nhớ để ý chỉnh lại. Tại 60 mile là 100 cây số giờ. Rồi cái này là hiển thị bao nhiêu lít, 100 cây số, mình để gì luôn. Đã hết. Thì trên cái phần bên này total mình sẽ coi được thông tin là có trip A, trip B và cái tua máy hiển thị để chạy số bao nhiêu chạy này. Còn phần bên này là thời gian liệu. Cái này cũng tua máy. Cái này là tua máy. Cái này là báo số. À, thì vậy thôi đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy luôn. Thì đã xong hết rồi. Mình nhấn giữ không lên ga. Nhấn giữ. Còn số. Còn số gạt chấm không cho đề. Đúng rồi. An toàn cứ đài được rồi thôi luôn. Khi mình tắt máy khoảng 1-2 phút thì mình dựng đứng xe như thế này. Rồi. Cái xe lúc nào xe hai bánh tiếp đất ha, mình muốn kiểm tra nhớ mình học cây nó nằm ở vị trí giữa hai cái mặt từ giữa tới trên là ok. Còn nước làm mát mình xem cho đây hay nó có cái đó thấy không là ok. Học vô thôi không có cần vặn lại đâu mà học vô thôi. Bây giờ là đang có bao nhiêu lít chất không anh? Đầy hết luôn. Dạ, nói chung là đổ đủ cho xe chạy. Chiếc này 2.6 lít, 500 cây.
bảo hành 2 năm trong giới hạn cây số để thoải mái luôn. Chuẩn hết rồi anh ha, sơn này chuẩn rồi. Cái đây là đèn đá pha ha, còn cái đây là cái tích sơn control. Mình muốn tắt nó thì đỡ vị trí tắt này, hai màu máy mình nhắn mình giữ thì nó sẽ tắt đi. Tắt đây có nghĩa là nó không còn kiểm soát được kéo nữa, thì lúc đó mình nó hiển đèn này lên ra. Thì đang lên đây là chế độ tắt, mà khuyến cáo là nên luôn luôn mở bởi vì đâu đây nó tính chất an toàn rất là cao. Mình đi qua ví dụ đang đi qua vũng nước đó, ví dụ nó lỡ nó trượt bánh thì ta đang đi. Kiếm thì cái con giờ sao biết kiếm ta bóp thì nó cũng đây này, đây này nó có độ rơi như thế này, tức là đủ cái hành trình con à, đủ rồi. Mình chỉnh nha, mình chỉnh lúc nào nó có độ rơi như thế này và khi mình nổ máy mình vô cái này trong đứng tại chỗ địa con thì nhà là ok, khi nào mình vô cấp một con khó về thì ok này nó có để trong cái máy, ví dụ dạng trống này vô số không về được. Đúng rồi dạ. Chứ nó đầy được không ạ? Dạ. Khỏi được, khỏi được đi đi xe xe mô tô ra xuống. Rồi như vậy là xong hành trình lấy CBR 650R. Biết chạy không? Biết chạy không? Mới học rồi. Cái này có rửa xe quay ra anh chút bớt đỡ bụi không rồi anh về anh lấy bia anh dội. Mà mình có cho rửa xe không anh? Dạ có. À rồi. Tắm cho nó mát chứ. Mà rửa gì ra trời mưa giờ. À có cái phòng rửa xe kia trong kia kìa. Ok rồi giờ ra ngoài đợi thôi.